Dạ rồi, em xin chào cô chú anh chị đã đến với clip mới của em nha. Tiếp tục là hôm nay Thuận bắt ong cả nhà ơi. Nhưng mà Thuận đi em bắt đi bắt ong mà em gặp được cái tổ ong người dẻ cả nhà. Rồi hôm bữa thì nói chung không phải nói gặp nữa, cái ổ này hôm bữa em lộn mật. Nó rượt nó dí em chắc cũng chạy cỡ 200 thước. Bữa đó hên may mắn là đồ em bận có áo khoác rồi kia hơi dày á cô chú, cái em chạy được với lại một phần ở trong bịch á mình chạy kịp, chứ không chạy kịp bữa đó chắc cũng no xương với nó rồi cả nhà ơi, chứ cũng hay ho gì đâu. Bữa nay em quay lại em phục thù nè cả nhà, để em bận đồ vô cái đi rồi cái em lại em quay cho cô chú anh chị cùng xem thử rồi cái ổ mình vẽ này nó nói chung chắc nó cũng không bự cả nhà ơi, nó bự thì nó bự, không bự rồi cũng vừa vừa, tại vì mình cần lấy nhộng nó thì mình bắt cô chú, chú bự thì nó không bự rồi. Ây da, chú bắt ông rồi vẽ bỏ áo trong quần nè mới ghê nè. Cô chú anh chị thấy ghê không? À, bắt ong ngăn mặt là phải ăn tani vô nha cả nhà, cho lịch sự đồ vô chứ. Thì cái dở cái máy quay lên quá nó bị chói đó, nó như vậy là bị chói đó. Cái này thì cái bỏ áo mưa nha cô chú, áo mưa cái này quên nó tài không được. Thì mang vô cái bao tay nữa cô chú ơi, tại vì cái bao tay này của cái bộ đồ này thì một cái nó chích lủng cả nhà, nó đánh lủng. Cái này thì cô chú nào có biết bắt thì mình bắt, không bắt thì đừng nên bắt nha cả nhà, tại vì nó nguy hiểm lắm, không dễ mà. Ngồi xích vô trong bạn ơi, ngồi ngoài đó nóng cái máy quay hồi nóng hổi luôn. Sát sát vô cho. Đưa vô chỗ mát mát á. Chứ ngoài hồi là nó hổi luôn. Rồi. Trưa mà em bận cái bộ đồ này vô là em nghe hơi nực nổi con người rồi đó cả nhà. Nói chung cái này cô chú anh chị hay là anh các anh đồng nghiệp á mà bắt quen á thì nó rất là dễ, như em đồ này kia có bắt từng bắt đồ á thì mình thở còn nổi, chứ như cô chú anh chị mà chưa có bắt á bận cái bộ đồ này vô nó rất là hầm luôn nha cả nhà. Gặp trưa nắng này nó hầm dữ lắm, trưa nắng nó không gió mà rồi thêm cái bộ đồ này thì nó kín hơi, nó sẽ đổ mồ hôi rồi này kia dữ dằn lắm cả nhà ơi, nó mệt lắm chứ nó không có như mà khỏe như được như bắt ong mật. Bắt ong mật thì nó dễ dàng hơn, dễ ăn hơn, mà ong này thì nó hơi khó khăn hơn chút. Nhưng mà cái ong nào cũng vậy, cô chú cần là em lụm nó, khó khăn hay cực nhọc gì em biết, yêu cầu cô chú alo Thuận ơi lấy cho chú mày nghe là rồi xong cọc chứ. Để lát tôi cọc chứ. Cái này là em thiết kế đang mình thay cái kiến nha cả nhà, thay cái kiến đặng cho nó đừng có kêu bằng nó con dẻ này nó rất là kêu hơi tục tiểu một xíu cả nhà, là nó đáy nọc vô mặt. Bởi vậy làm cái kiến này chặn lại cả nhà ơi. Mấy anh em mà thấy em bắt ong chắc bắt ong dẻ mà kinh nghiệm chắc thấy cái này chắc khóc chết luôn á, với mấy cái shop bán đồ bắt ong trời ơi nó bắt kiểu dày rồi lấy gì tao bán. Đó cô chú anh chị, bộ đồ em thì nó vậy đó. Đây bộ đồ của em thì nó tự chế mà cả nhà, vậy nè. Thấy coi nghiên cứu giùm các bạn, coi vòng coi kính chưa, tút vô miếng nữa đi. Xác vô vậy đó, rồi đừng khỏi buộc, để vậy đi được rồi. Rồi mang sách đôi dài ra nhìn tôi đi. Giờ em dẫn cô chú vô cái tổ ong dẻ của mình nha cô chú. Nói chứ bận cái túi lưới, trùm cái túi lưới này cả nhà, nó cũng được thoáng một phần mình dễ thở lắm cô chú. Chứ thật sự trong cái bộ đồ ong này
ý là bộ đồ em chế á đang còn lỗ thông đồ này kia còn nhiều mà nó còn hầm lắm cả nhà, chịu không nổi, ở không nổi. Đây 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 đây, hôm bữa mày diễn mày quánh tao đúng không, phải mày không, mày trước ngay đây cả nhà, đó không chị cô chú. Quách rồi tới ơi, để mày diễn tao chứ ai, không mày trước ngay hết á. Đây cả nhà, nó bao quen rồi. Ôi, nó cứng luôn. Rất là đông. Đó này vui rất là đông nha. Đó thì nó cũng nhỏ mà không như đông dưới ta. Đó này thì nhỏ rồi cả nhà. Trời ơi, nhỏ mà nhận đẹp lắm cô chú. Rất là rồi rất là đặng ông luôn cả nhà, đây cũng đặng rất là đẹp. Đi ra ngoài luôn nha bạn ơi, để đứng gần đây nha, này nó dữ lắm. Cũng 50-100 mét còn bu cỡ này á cô chú, tại vì ông vẽ này nó nguy hiểm lắm cả nhà, cái độ hung dữ của nó cô chú khỏi bàn à, quá trời nhộng nó đẹp cả nhà, lúc này ở đây thì nó cũng có lác đác một vài tổ nhỏ nhỏ vậy thật cô chú, chứ nó cũng chưa có tổ gọi là lớn. Đây nhưng mà nhận cái lát thì rất là đẹp cả nhà. Ui bắt đầu ông không chui cho nó xỉu, cái này thở bằng tấm lưới cả nhà, chiều không nổi này chui như cái bộ đồ cũ em chắc vô đây xỉu trong đây luôn cô chú à, đồ cũ em ba chín lắm, chơi bạn đâu rồi, đỡ tôi đi con, còn bu không, không không còn bu con nào rồi, này cầm anh, cầm đây chứ chim mất rồi, nhộng rất là đẹp luôn nè cô chú, quá trời có ông nhộng nó đẹp đây, tôi khá tháo này ra cho không biết này. Đây cả nhà, cái phao luôn, tầng dưới thì cũng vậy được 3 tầng nha cả nhà, tầng kia thì hơi nhỏ, nhộng chưa bít mặt nhưng mà nhộng này thì nó bít mặt rồi nè cả nhà, đó quá trời đẹp ơi, rất cùng nhộng. Đây quá khỏe cả nhà ơi, lột được cái bộ đồ ra là coi như cởi bỏ. Bạn đi qua đây nè bạn, coi chừng đập không, quay cho nó qua cái lỗ mát bên đó ngồi luôn, ừ ra lại cái lỗ mát đi ngồi vẫn nha,
quay cho sáng cô chú anh chị thấy cho nó rõ. Cái bộ đồ này thì em may từ áo mưa cả nhà, cái bộ đồ mưa mình chứ không có tiền mua nổi cái bộ đồ mà để nói chứ nói không tiền thì cô chú nhiều, có nhiều cô chú anh chị nói có bộ đồ đi mà mua không nổi. Không phải cả nhà, nói chứ cũng nó nhiều cái lý do lắm. Cái bộ đồ kia thêm một phần là cả nhà nó hơi rườm rà hơn, nó hơi tại vì nó cồng kềnh hơn cả nhà. Mình đi với lại mình đi mình bỏ vô ba lô này kia thì nó khó khăn hơn, bởi vậy em mới lấy cái bộ đồ mưa này em chế bắt thử. Nói chung thì bộ đồ mưa này em thấy cũng có một số anh bắt rồi em mới dám bắt theo, chứ nếu mà chưa thấy ông nội em không dám bắt. Quá trời cây chanh nữa rồi, thấy cũng có anh bắt rồi, thấy nó cũng được, thấy ok cả nhà mới dám bắt, chứ không có anh nào mà chưa bắt em cũng không dám đâu cả nhà ơi. Tại cũng thấy anh bắt rồi, em thiết kế vậy nó còn hơi rườm rạ xíu chứ ảnh thiết kế nhỏ gọn lắm cả nhà, bỏ trong bộ đồ áo mưa luôn, bỏ trong cái bịch bịch đựng áo mưa á cô chú là vừa luôn, rất là gọn. Cả nhà thấy không, mồ hôi nha, trùm vô bộ đồ ra mồ hôi luôn đó cô chú ơi, mồ hôi mà nhiễu nè cả nhà, chứ đều như tắm vậy đó, quá trời luôn. Đi thì em bỏ vô cái bồng lưới này nè cả nhà, bỏ vô giày. Nói chung là nó gọn lắm cô chú, gọn lắm. Bởi em mới thiết kế cái này, em này em có thiết kế cái quạt trên cái mu lưng nữa nè cả, thiết kế cái quạt trên mu lưng, trên cái lưng thôi, nghe cái mu nghe căng quá. Cười chú anh chị, có nhiều anh hiểu lầm chết em luôn á. Cũng hôm bữa cũng do nó chứ em cũng đâu có gặp, em bắt em đem đi lội trong mặt giếng em quấn xém xỉu. Phải đừng bữa đừng quấn đi, bữa nay em đâu biết nơi, em đâu biết chỗ đâu vô phục thù. Dí em để dí nó liền. Bữa nay vô phục thù. Trời gì đâu mà hầm. Bỏ cái kính vô cái vỏ rồi. Bỏ kính vô cái túi luôn. Thì kính bỏ vô đây nè. Rồi. Một đồ bán đồ dẻo em có nhiêu đây á cô chú. Rất là gọn. Rồi, em lên đường đi tiếp cô chú ơi. Cô chú theo chân em coi có còn gặp tổ nào nữa không nha. Nếu gặp thì em sẽ quay với cô chú. Còn không thì em sẽ có gặp ông Mặt, em sẽ quay ông Mặt cho cô chú xem nha. Cô chú theo chân em. Đây cô chú, em vô em bắt lại cái tổ này, cái dao bữa hổm em bắt, có bắt hết hai dao rồi cả nhà, cái ổ không giữ hôm bữa cả nhà. Nay em vô em hỏi nó nhớ cổ này ổ nào không? Nhớ nào không bạn? Ôi chưa bị chạy nè, không hỏi nữa đâu. Chưa bị đau. Đau hả? Nè nè, quay giùm tôi cái coi. Cái nhà thấy không? Vừa hỏi nó trả lời câu ngay thôi, không biết nhớ ông nào không nữa. Bữa quýnh chạy cũng xỉu. Ông này hôm bữa em cũng cắt cái anh vào hết dao rồi cô chú, hôm nay em cắt lại thêm lần nữa. Đây cũng mười mấy ngày cả nhà. Ừ vui vẻ đi trước đi. Em lại quay cái tổ ong cho cô chú anh chị cùng xem nha.
đây cô chú, tổ ong của em kìa nha. Tổ ong này thì kèo đứng, kèo đứng sừng luôn á cô chú anh chị. Tổ này thì kì cả nhà, đứng nó ở trên nó quạt, nó quay đầu xuống em kìa. Cả nhà thấy rõ không? Không biết nữa nè. Chứ ở ngoài nếu mà được ở ngoài đây á cô chú nhìn nó đã lắm. Khi nào chạy kèo không ta? Nó ông kỳ vậy ta. Nay cũng mười mấy ngày rồi cô chú, bởi vì em lấy lại chứ để lâu quá không còn cả nhà ơi. Em quấn sơ sơ lại cái này. Ủa rồi sao tắt luôn rồi, tự động tắt luôn rồi. Tự động tắt vô duyên vậy. Tại cái có bó khói giờ nó còn ít đó cả nhà, phải mình quấn lại để nó rớt. Trời ơi gì đâu mà cha con thấy nó đều luôn cả nhà, sưng đều luôn kìa. Cắm đầu xuống, cắm đầu xuống không luôn. Em lên nhẹ 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 kìa. Hết hồn cô thân có ông cả nhà. Hết thân có ông. Có ông nó già rồi cơ. Ừ cũng có mệt rồi cô chú ơi, nhưng mà không nhiều thôi. Mặt nó bơm tàn. Mệt quá cả nhà ơi. Này chắc nếu mà cắt á, thì chắc tầm một nửa xị không được nữa cô chú. Bởi vậy thôi em bỏ lại luôn nha. Này cả nhà, mệt nằm trong đây nè. Để lại đi. Để cho làm mệt nhiều đi cả nhà ơi. Này ít mệt quá. Đâu không cũng thiệt mà nó ít mệt quá cả nhà, nó già nó muốn đi thôi. Mình để lại đó đang cho có mặt nuôi con đó cả nhà.
Giờ để em đi ra. Ông lúc này nó sao nó là mặt là yếu quá cả nhà ơi. Đoạn này cũng là mười mấy ngày rồi, có chút chút xíu mặt. Giờ để em ra xe cái em lên đường em đi tiếp cho, tìm những cái tổ khác em quay cho cô chú anh chị cùng xem nha. Tiếp tục cả nhà ơi. Ôi bữa nay đi gì đâu cả nhà ơi, toàn gặp ông bắt rồi không. Giờ cũng gặp thêm một tổ nữa, anh này anh cũng có cắt rồi một dao này cô chú. Đây cái cây này thì nó nằm rất là cao cả nhà, tì tì ở trên á mà nó bịch hù à. Cái nhà thấy cái dấu gia đình của anh leo thì cũng lâu rồi nè cả nhà. Đó. Cây này thì anh leo gia đình, anh thấy dấu leo cũng trên 10 ngày rồi, mười mấy ngày rồi, để em lên kiếm lại tầm nửa lít cần gửi tiền xăng cô chú ơi. Này lỗ rồi, mong rằng anh tránh kiếm tầm nửa lít là đẹp. Ừ. Em thấy cái dấu anh leo cũng lâu rồi vậy, em mới leo lại cả nhà. Kiếm bệnh ít gì đâu, sáng giờ chưa có một giọt luôn cả nhà ơi. Nay gì đâu xui quá xui rồi, không biết giờ tới chiều có giờ có gỡ được cú chót không. Cái buổi sáng kiểu này là thua rồi cả nhà. Sáng mà tới giờ này mà chưa có gì hết. Cái tổ mối á, biết có mặt không đây nữa. Tại ông nó cao quá em không có nhìn thấy được luôn á cả nhà. Đứng ở dưới mà thấy cái dấu anh cắt của cái tàn rớt phấn rồi mới thấy. Ngoài ra ông khó thấy. Thôi ông nằm lúc trên đó đó cả nhà. Ngoài nhánh nhỏ nữa. Ây da, kiến cắn. Ông nó chưa quánh mà kiến nó cắn quá cả nhà ơi. Ù gió nữa. Gió nữa rồi cả nhà ơi. Ôi kiến vàng. Kiến vàng nó vàng cây luôn cô chú. Đồng dữ vậy trời. Ồ, không kiếm được miếng mặt cả nhà ơi. Một con kiến vàng nó cắn em dữ dằn luôn. Quá trời kiến vàng cô chú ơi. Ồ, cũng kiếm được miếng mặt cả nhà ơi. Trời ơi, kiến vàng dữ dằn. Vàng đâu dữ. Đây cả nhà. Quá trời kiến vàng.
vàng rất là nhiều luôn. Còn mặt đứng dưới đó đó cả nhà. Mặt nãy đây nó bị khô cả nhà. Ong ở đây này bị khô à. Quá trời khô rang rồi cả nhà, không có được nhiều mặt hết cô chú. Quá trời kiến nó cắn. Cái vàng đâu dữ vậy ta. Cái nhà nhìn cắn liều người luôn. Đem leo xuống cả nhà, thì kiến nó cắn chịu không nổi. Nó cắn quá cắn. Ui da, ông không quýnh mà kiến nó cắn. Đau quá chứ. Kiến gì đâu kẹo cây luôn cây. Kiến gì à, phải nói là kẹo cây. Quá trời kiến gì à. Chứ dặn kiến gì à. Leo xuống cái đã ghê luôn đó, chú anh chị ơi. Quá trời nực. Ai đi nghe trời. Rồi, thôi. Được nhiêu đây nè cả nhà. Được gần xỉ mặt.
qua trời. Con mật thì bự mà cũng nói chung cũng được chứ không bự cả nhà, nhưng mà nó bị khô rồi cả nhà ơi. Đó cô chú, mật thì vàng tươi à. Sáng giờ được hai ổ, ổ kia thì cũng bắt lại, ổ này cũng bắt lại. Ổ kia thì không có miếng nào, ổ này thì được miếng cả nhà ơi. Chứ được ổ nồi dẻ. Hôm nay chắc đủ tiền cơm, ổ lẩu đủ tiền răng, lấy đâu ra tiền cơm nè cả nhà ơi. Rồi, clip của em hôm nay á, kết thúc tại đây. Em chúc cả nhà có một buổi chiều xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà trong những cái clip sau nha. Cô chú anh chị nào có muốn mua mật ong rừng thì cứ liên hệ theo số điện thoại của em có để bên dưới cái video cả nhà. Số điện thoại của em là 0938111724 nha cô chú. Cô chú nào có mua thì ủng hộ em nha. Rồi, giờ em lên đường đi về, chào tất cả mọi người nha.